Xin chào quý vị và các quý khách đã quay trở lại kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và trong video này thì mình có tiện đây về một chiếc xe có trang bị giảm xóc hơi và một số các cái chiếc xe địa hình khác có tại cửa hàng thì là giảm xóc dầu và giảm xóc lò xo thường. Thì mình cũng tiện đây mình làm một cái video giúp quý vị và các bạn phân biệt các cái dòng giảm xóc. Và thường thì xe địa hình hay còn gọi là xe MTB hoặc là xe leo núi thì được sẽ được trang bị giảm xóc, và tùy theo cấu hình của xe hay là giá tiền của xe thì sẽ được trang bị các loại xóc khác nhau. Thì như trên thị trường bây giờ thì chúng ta sẽ có vài loại xóc liệt kê sau đây, đó là giảm xóc lò xo đơn thuần, thường sẽ trang bị cho những cái xe từ khoảng vài trăm nghìn cho đến khoảng trên dưới 2 triệu đồng đổ xuống. Dòng giảm xóc thứ hai đó là giảm xóc thủy lực, sẽ được trang bị cho những cái dòng xe từ khoảng gần 3 triệu cho đến hơn 3 triệu cho đến khoảng dưới 8 triệu đổ xuống thì sẽ được trang bị giảm xóc thủy lực. Và dòng cao cấp hơn là sẽ trang bị cho những cái chiếc xe từ khoảng 10 triệu đổ lên cho đến hơn 20 triệu, 30 triệu thì sẽ là dòng giảm xóc hơi. Tức là cái giảm xóc thứ nhất thì sẽ là lực giảm chấn bằng lò xo đơn thuần và không có thủy lực để mà giảm cái độ đàn hồi đó. Tức là cái giảm xóc mà bằng lò xo thì rất là rẻ tiền và độ giảm chấn của nó rất là kém. Nói chung là chỉ để có sóc để mà cho nó đẹp được thôi. Cái trung bình và rất là phổ biến trong những cái chiếc xe đạp thể thao đó là giảm sóc thủy lực dầu. Cũng giống như là ở một số cái ở tất cả các chiếc xe máy của chúng ta, xe máy thông dụng đấy, thì sẽ được trang bị giảm sóc thủy lực giảm chấn dầu, hay gọi là giảm chấn thủy lực. Giảm chấn thủy lực và giảm sóc thứ ba thì đó là giảm sóc hơi. Thì bây giờ mình sẽ đi cái đầu tiên, đó là giảm sóc hơi. Thì tiện đây là một vừa về một chiếc xe rất là cao cấp, thuộc dòng khá là cao cấp của hãng Twitter. Twitter là một thương hiệu xe của Đức. Và như các bạn biết trong những cái video trước thì bây giờ xe đạp thì hầu như toàn làm thương hiệu thôi, còn sản xuất tất cả thì đều tại nhà máy của Đài Loan cả. Còn thương hiệu của các nước thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là Twitter thì của Đức, Giant thì là của sản xuất tại Đài Loan nhưng mà thường sử dụng ở Mỹ, Merida cũng thường sử dụng tại Mỹ, Bozo của Pháp nhưng mà hầu như bây giờ cũng sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan, Louis Gallo thì cũng sản xuất tại Trung Quốc hoặc Đài Loan, là thương hiệu của Canada, hay một số các hãng khác như Scott, thương hiệu Thụy Sĩ, hay là một số các hãng khác thì cũng đều sản xuất tại Trung Quốc hoặc Đài Loan thôi. Thì trong đây thì cái xe đạp Twitter này là một cái dòng rất là cao cấp của hãng Twitter. Chiếc xe này là được cấu tạo là khung ta carbon toàn phần nhé. Nhưng mà bây giờ mình video là nói về giảm xóc nên mình sẽ không đi chi tiết chiếc xe này. Mình chỉ đi cho về cái xóc thôi. Đây là xóc hơi này các bạn. Xóc hơi này. Thì theo như các bạn có thể thấy thì đây là mình tối rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái thân của giảm xóc hơi đây là nó rất to. Thân của giảm xóc hơi nó sẽ rất to, to hơn những cái giảm xóc dầu thủy lực dầu bình thường. Tại vì làm sao nó to, bởi vì nó phải chứa khí lén. Ở trong đây nó chứa khí lén và giảm xóc này rất là đắt tiền. Giảm xóc rất là đắt tiền, cái thân giảm xóc và cái thân ti này. Các bạn nhìn thấy là nó rất là to. Đấy là nhận biết đầu tiên. Và cái thứ hai là nếu như các bạn mà được xem xe trực tiếp ấy, thì là cái giảm xóc này đấy, nó nhún là rất là êm. Êm cực kỳ luôn. Êm nó như kiểu như là mình trèo lên một cái đệm mút hơi đấy. Rất là êm luôn. Đấy thì cái đấy thì quý khách phải trực tiếp cảm nhận cơ thì mới tả được. Chứ còn như này thì mình chỉ cần nhìn cảm quan ở đầu thì là nó là một cái ống ti này nó to hơn cái ống thủy lực bình thường. Và ở trên đây đấy là chúng ta nhìn thấy chữ E đây này, là có nghĩa là E có nghĩa là khí, là hơi đấy. Đấy là giảm xóc này là giảm xóc hơi và nhún rất là êm. Thì quý vị phải trải nghiệm trực tiếp các cái dòng xóc thì quý vị mới thấy được cái độ êm của nó êm rất là nhún, rất là mượt, rất là gọi là rất là êm ái luôn, gần như là kiểu cái độ nhún của nó rất là nhẹ một cái đã nhún rồi. Đấy, rất là êm luôn. Đấy là dòng giảm xóc thứ nhất. Dòng giảm xóc thứ hai đó là giảm xóc thủy lực.
thì thường nó sẽ ống nó sẽ màu trắng kim loại như vậy, và ống sẽ bé hơn, ống sẽ bé hơn, thì đó là giảm sóc thị lực đó. Và ở đây cũng có phớt dầu này đấy, và vai này cũng là vai nhôm, đây là vai giảm sóc này, đây là phần vai giảm sóc là vai nhôm. Thì nhôm hay không thì quý vị nếu không nhìn được thì quý vị có thể lấy lăm châm hút thử. Đó là dòng giảm sóc thứ hai, đó là giảm sóc thủy lực dầu. Và một cái loại dòng giảm sóc rẻ tiền thì đó là giảm sóc thủy giảm sóc lò xo. Thì nếu mà giảm sóc lò xo thì thường sẽ được trang bị những cái xe tầm khoảng rẻ tiền thôi. Thì ở đây mình cũng có một cái giảm sóc lò xo. Đây là ống bằng sắt luôn, ống bằng sắt. Vai thì con này là giảm sóc lò xo nhưng mà cũng là thuộc loại đẹp nên là vai bằng nhôm. Một số là đây là giờ vai bằng sắt này, con này 1,5 triệu này, vai bằng sắt luôn này. Đấy. Đấy, và ống thì rất là nhỏ, và khi mà nhún ấy thì nó xo nó cứ kêu cọt kẹt, và cái độ nhún của nó rất là kém luôn. Nhưng mà cái giảm sóc này thì nó chỉ trang bị ở trên những cái xe khoảng 1,5 triệu, 2 triệu thôi, hoặc 2,5 triệu thôi. Thì cái tầm giá xe đó thì cũng không thể đòi hỏi được trang bị cái giảm sóc tốt hơn, bởi vì cái tầm giá nó chỉ như vậy thôi. Thì đó là cái giảm sóc cuối và là xấu nhất và là kém nhất trong dòng xe địa hình, đó là giảm sóc ống lò xo. Ống đơn thuần, vai là vai sắt. Cái này các quý khách muốn biết là sắt hay là nhôm thì quý vị có thể mang nam châm đi thử nhá. Cái này là vai sắt này. Ống là ống sắt này. Ống sắt, nếu mà giảm sóc ống mà ống sắt, vai sắt thì là dòng thấp cấp, tóm lại là dòng rẻ tiền. Đấy. Mà giảm sóc mà nhún nó xo trong nó kêu cọt kẹt ấy, thì là ở trong cái ống này này. Ở trong cái ống này nó chỉ có lò xo không, không có thủy lực, không có dầu giếc gì cả đâu. Cái phớt này nó chỉ là cho đẹp thôi, chứ còn nó không, ở trong nó không có cái thủy lực gì hết. Nhún nó cứ kêu cọt kẹt ở trong đó, nó chỉ có lò xo không thôi. Và tiếp đến cao dòng trung cấp và nhiều xe hay sử dụng đó là dòng ống thủy lực. Thì ở trong nó màu cái ti nó màu trắng như này, thì đương nhiên là chế tạo cái ti màu trắng như này thì cũng đắt tiền hơn rồi. Và ở trong nó có phớt thủy lực, và cái loại này là trung bình và trung cấp, và nhún cũng khá là êm ái rồi. Còn đến dòng cao cấp thì đó là dòng sóc hơi. Giảm sóc hơi và trên thường nó sẽ có chữ E, đó là khí. Và ống thì ống to, và nhún thì rất êm, êm nhất trong các loại và cũng là đắt nhất trong các loại. Ví dụ như là các chiếc xe Twitter đây, thì ở trong như trong khung hình đây thì mới của nó vào khoảng gần 20 triệu, carbon full toàn phần, full carbon toàn phần, được trang bị bộ chuyển động Alivio full carbon toàn phần của hãng Twitter, thương hiệu Đức. Đủ trục rỗng, cho nên là cái xe này mới trang bị đây, các bạn nhớ thì thấy là vân carbon này, khung toàn bộ và carbon hết, cho nên là xe mới được trang bị cái giảm sóc hơi như vậy. Vâng, và cái video này, trong video này thì cũng giúp quý vị phân biệt qua được ba cái loại giảm sóc, ba cái loại giảm sóc thường có ở trên xe đạp thể thao địa hình, hay còn gọi là xe đạp leo núi. Loại thấp cấp nhất thì đó là giảm sóc lò xo, rất là rẻ tiền. Hai là trung bình và bình dân, xuất hiện ở trên nhiều xe thể thao, đó là giảm sóc thủy lực, giảm chấn bằng thủy lực. Và cái loại cao cấp thì đó là giảm sóc hơi và giảm chấn bằng khí lén, chứ không phải là thủy lực nữa. Và những cái dòng giảm sóc này thì thường chỉ xuất hiện cho những cái xe tầm khoảng 10 triệu trở lên, giá bán trên 10 triệu trở lên mới thì mới có giảm sóc thôi, giảm hơi thôi. Bởi vì một cái giảm sóc hơi thì tính ra giá mới nó cũng khoảng mấy triệu rồi. Vâng. Và đến đây video đã dài, nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái cách sửa chữa, nói chung là các cái video về xe đạp thể thao nói chung, thì hãy qua ở trên Facebook, hãy ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube, quý vị hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng ở trên YouTube, và ấn đăng ký kênh và ấn chiếc chuông ở bên cạnh nút đăng ký để xem những video đầu tiên mà khi bọn em up lên trên kênh. Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.